đi nhậu mà giấu. Chuyện này là chuyện bình thường. Đúng, đúng. Ai đồng ý đi nhậu mà giấu là bình thường. Cái này bắt buộc phải có. Đúng, bắt buộc phải giấu. Đúng không anh? Mình không giấu là người ta lo. Ủa sao không rủ người ta đi chung? Trời, ờ đấy, đâu phải người không, mình rủ người ta đi chung người ta sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, hiểu không? Mình để cho ta ở nhà nghỉ ngơi, mình đi nhậu một mình. Tất cả chỉ là lý do, Thảo ơi. Tất cả chỉ là lý do. Bây giờ câu chuyện này là của ai nè? Nói nè. Em hiểu tại sao em ngồi trên này chưa? Chưa. Em ngồi trên này chưa? Em sẽ là người kể câu chuyện này đầu tiên. Ok, mời em. Thì thực sự ấy, từ trước đến nay á, thì em đợt mà em mới vào đây kiểu chưa ở đây mà em bay qua bay lại á, thì khi mới vào đây mọi người nói là tất cả mọi hợp đồng đều được ký trên bàn nhậu. Thế là từ khi vào đây em bắt đầu em đi nhậu. Em nhậu suốt luôn, gần 2 tháng hôm nào em đi nhậu. Nhưng mà không ký được cái hợp đồng nào cả, không ký được cái hợp đồng nào cả, không ký được cái hợp đồng nào cả. Không ký được cái hợp đồng nào cả. Thế từ sau 2 tháng đấy là em biết nhậu và em rất là thích nhậu. Thế là lúc đấy là em cứ bay qua bay lại, thì đợt đấy là có người yêu, mà người yêu là em, người yêu không biết nhậu. Đã từng rủ đi nhậu rồi nhưng không nhậu. Và về sau đấy thì thôi mình biết được mình chả rủ nữa. Thì nhân một cái ngày đẹp trời, lại một ngày đẹp trời nữa, em bị ốm. Ốm cũng khá là nặng. Thì lại có một cái hẹn với các bạn nữ là đi nhậu với nhau, đi ăn lòng rán và uống rượu mơ. Đấy. Thế thì trời xe lạnh qua Hà Nội nên thì ôi quá đã hả? Thì tất nhiên là bây giờ mình ốm thì người yêu mình sẽ lo cho mình, mà không muốn mình đi ra ngoài trời còn lạnh nữa. Nhưng mà mặc kệ cái 39 độ đấy, em vẫn quyết tâm em khăn gói quần áo sạch sẽ tinh tươm đi ra ngoài nhậu với các bạn. Và tất nhiên là nói dối là em chuẩn bị đi ngủ đây đấy. Thì tất nhiên là các bạn nữ, cả hội bạn nữ thì rất là tương tác với em, không ai chụp ảnh, không ai đưa lên Facebook. Nhưng cái bàn ở trên họ tự sướng. Thế dính em đằng sau đang vô. Thế là cái ảnh đấy up lên Facebook và tình cờ người đấy với cả bạn trai cũ của em thì lại có Facebook nhau. Và cuối cùng là phát hiện ra em đang giơ chén rượu ở đằng sau. Trời bất dung gian, tôi nói là trời bất dung gian mà. Rồi cuối cùng sao em? Nói chung là cái câu chuyện đằng sau thì lại là một cái câu chuyện khác nữa, là cái sự giải quyết kiểu về nhà giải quyết với nhau ấy, thì thôi em xin không kể. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyện đi nhậu như thế này thì em nghĩ là không chỉ mình con gái mà tất cả các bạn nam ở đây ai cũng đã từng ít nhất một lần là nói dối là đi nhậu, đúng không? Thường là bạn nam là thường xuyên hơn chứ. Ngày hôm nay em với anh phải đóng vai là quan tòa xét xử. Okay. Liệu rằng cái chuyện đó các bạn nói ra, cái lời nói dối đó có được chấp nhận hay không? Vậy thì bây giờ lấy ý kiến số đông nè, liệu rằng cái lời nói dối của Huy Anh là có chấp nhận được hay không? Ai chấp nhận được giơ tay. Ai chấp nhận cái lời nói dối đó giơ tay. UC sao mà Tôi ăn 2 thùi á. Mình phải giúp nhỏ thôi mà. Tại sao lại ngập ngừng? Mình phải có chính kiến chứ. Không, bây giờ thì hỏi là tại sao UC ngập ngừng? Tại vì lúc đầu kiểu vậy thì không rủ bạn không được rồi. Xong một hồi sau, ôi nhưng mà mình rủ thì mình có cần phải lúc nào cũng phải rủ tất cả mọi người đâu, đúng không? Nhậu á là mình phải nhậu với những người mà mình thích và hợp với mình, chứ không phải là nhậu là phải người yêu hay là phải là ba mẹ gì hết. Cuối cùng là nếu như mà người yêu của mình đi nhậu mà đang trong tình trạng là bệnh 39 độ như vậy thì các bạn có chấp nhận hay không? Ôi vậy em rút đây lại nha. Có không nhân. Ok, tại các cụ ấy mấy thầy thuốc bảo là bệnh nó phát sinh từ đâu? Cơ thể thiếu khí. Thế là bạn này đã nhập khí vào theo thôi. Mà khí, có thể là bia, có thể là rượu, tùy thôi. Tùy cái cơ thể của bạn ấy đang cần cái gì. Cơ thể của bạn này cần rượu, nhập rượu vào lại khỏe. Ok, chấp nhận thế thôi. Cái bụng mỏng là biết ông ủng hộ cái chuyện này rồi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại xem coi cái động cơ đó để nói dối đó nó có phải là tiêu cực hay là tích cực. Là để được đi nhậu. Thứ nhất là để được đi nhậu. Đúng. Thứ hai là để không làm phiền cái bạn nam đó, bởi vì bạn nam nó không nhậu được. Đúng. Thứ ba nữa là nhiều khi ở trên bàn nhậu đó những cái nội dung để nhậu, những cái nội dung gì đó nó maybe nó không thích hợp với lại cái bạn nam đó. Bạn nam. Thì sau mình kiếm một cái lý do nào đó để mình né cái bạn nam đó ra, thì nhiều khi cái bạn nam nó phải hiểu được cái lý do đó. Tụi em nghĩ thân chủ là vô sự. Hội kiểu 10 đứa con gái. Đúng không? Có tự nhiên người yêu mình lại có trai không?
không có trai. Nhưng mà theo như em kể thì rõ ràng cái cuộc hẹn này chỉ là để bà chị em bạn gì gặp nhau vui chơi thôi, chứ không phải là một cái cuộc như cái hợp đồng như bạn đã từng kể trước đó. Nếu vậy thì rõ ràng là sức khỏe quan trọng hơn cái việc đi gọi là đi chơi để vui đùa như vậy thôi. Thì em nghĩ rằng là ở cái việc này chắc bạn này nhiều hơn chứ. Nói chung là cũng có những ý kiến phản biện riêng. Bây giờ chốt lại một lần nữa, cuối cùng là cái lời nói dối này có được chấp nhận hay không? Ai đồng tình với lại Thùy Anh giơ tay? 1, 2, 3, 4. Rồi, em có tội. Vậy thôi. Đúng không? Mình là bồi thẩm đoàn. Em bà ơi, chị, dạ. em phải công nhận này, qua cái câu chuyện của Thùy Anh, bây giờ Adi mới hiểu được tại sao nhiều cái quán nhậu trên địa bàn Sài Gòn có rất nhiều chị em mặc bộ đi ngủ mà nhậu ở trong đó.